Thôi các bạn thân mến, mình mới vừa đi đi lục về, đi tuyển về được một em cưa xích các bạn. Con này là Echo CSV281A. Zin từ A tới Z các bạn nha. Nguyên zin từ A đến Z luôn, kêu rít. Đáng tiếc là nó bị sao bị trầy chỗ này, nó bị ấy ấy mấy nhựa, công nhận uổng thiệt. Máy còn rất là đẹp nè, đời cao nè, nòng đứng các bạn thấy không, nòng đứng nè, ốc ép đồ nè, nè ốc ít đồ là ít mỡ nè, chưa mòn nè, sên rin luôn, sên rin lam rin luôn nha, sên rin ram rin của nó luôn đó, sên rin lam rin luôn, từ A đến Z còn rất rất là đẹp luôn. Sên nè, sên còn không, sên làm còn như dạng mà còn mới nguyên vậy đó, sên đồ còn rất là ngon lành, cành đào ha, từ A tới Z luôn các bạn, ngon lắm. Con này hơi hám đồ, nó mạnh kinh khủng lắm. Ở đây là bơm xăng của nó nè, đây là bơm nhớt phụ nè, đó bơm nhớt phụ ha. Bây giờ mình sẽ nổ lên cho bạn xem thử ha. Con này là bao bao nhảy nổ. Các bạn thấy không? Máy zin nguyên zin của nó hết là không có đụng chạm gì là nó ngon kìa. Hơi hơi nè, hơi hám nè, mạnh ghê chưa? Không. Rồi, mình ra mình cưa cho các bạn xem thử nha. Bạn nào mà kết thì vào trong phần mô tả video á, xem giá với lại số điện thoại trong ha. Khi nào mà mình bán xong rồi mình sẽ xóa giá và số điện thoại đi. Tại vì máy này nó rất là nhiều cái, thí dụ như con nó đẹp rồi con nó không đẹp, nó lung tung lắm, nó zin nó không zin nữa. Rồi để mình cưa thử cho các bạn xem nha. Con này nhẹ lắm các bạn, nó tầm chừng khoảng 2 ký mấy, 2 mấy 3 ký thôi chứ không có nhiều. Một tay cực kỳ khó, tay dài cực kỳ khó cưa, tay ngắn trên này dễ nè, tay dài khó cưa. Sên này dũa đi một phát nữa thì thôi, sên rin còn cao nè, dũa đi một phát nữa thôi bao ngon luôn. Ồ, đây các bạn thấy không, cái này mua mình sẽ tặng cho một cái dũa cưa. Ý quên bật công tắc lên đây chứ. Thôi giờ mình vô mình chỉ cho cách vũ cưa nha bạn nha. Rồi khi các bạn vũ cưa, các bạn biết sao, các bạn kiếm một khúc cây, các bạn cưa cho nó có một cái khía, một cái đường, xong các bạn bỏ vô ha, ví dụ các bạn bỏ vô trong cái đường đó để cho nó giữ cho thân bằng cái máy cưa lại, đúng không? Thí dụ các bạn ở đây người ta chế cái vũ nè, nó có đây một khoảng trống này, mình cắm cái cán vô, còn đây là một khoảng trống nè, thì khi đó các bạn sẽ cầm. Bây giờ mình cầm máy quay này mình không ấy được, thôi để mình chế cái chân đi. Rồi đây nha, thì mình cầm thí dụ như giờ mình giũa, bắt đầu mình để hướng máy cưa đầu này trước nè, nè thí dụ khi mình giũa nè, các bạn thấy cái lưỡi nha, các bạn không có giũa xuống dưới cái này nha, giũa dưới cái này là cái xương, hư mất cái xương của nó, mình giũa là mình giũa trên cái lưỡi. Và đây mình cầm nè, mình kéo lên nè, mình kéo lên và mình xoắn tới, thấy không? Các bạn đừng giũa đè xuống nha, các bạn giũa là tại vì lưỡi nó trên là bạn giũa kéo lên đó, nó rất là dễ, nó rất là mau bén. Đây nè, tay mình để nè,
Đó. Rồi. Mình tiếp tục. Mình giữa mũi này nè. Cũng vậy nè. Đây. Đó. Ha. Đó, khi các bạn cầm nè. Khoan, để kéo qua đây cho các bạn thấy. Đây, cái tay nè, mình cầm nè. Đó, nha. Đó. Đó. Lên một phát là bén liền nè. Đó. Các bạn xoắn dây nha, các bạn xoắn dây nè. Xoắn dây đẩy lên vậy chứ đừng có đè xuống dây là cả cái xương nó hư cái xích đi. Đó. Ha. Rồi. Đây. Đó, mình kéo lên, mình móc lên. Đây nữa. Nè. Đó. Đó. Móc lên nha. Ví dụ như lúc mà nó đã cái lưỡi nó ra cạn rồi mình muốn sâu thì mình đây, khi mà mình ép. Đó, là mình ép vừa cho mương này vô mà vừa cho thằng này nó lên ha. Rồi, đơn giản vậy thôi. Rồi mình giũa xong mình muốn giũa chiều kia thì mình quay đầu ngược lại. Quay đầu ngược lại. Xong bắt đầu mình giũa bên này. Đó. Mình giũa cái này. Đó. Vậy thôi. Đó, mình giũa chiều ngược lại nè. Kéo nè. Đó. Đó. Đó, đơn giản vậy thôi các bạn. Rồi cái này mình làm cho sơ sơ vậy thôi chứ mình phải ngồi dạng hắn ra mình làm mới được. Rồi, vậy các bạn nha. Rồi nếu mà bạn nào mà có muốn lấy cái cưa này thì alo cho mình, nó ngon lắm các bạn à. Đây. Nó ngon kinh khoảng lắm, nó ngon lắm. Ừ, nó ngon lắm. Nó nổ nghe tiếng xương không? Rất là mạnh mẽ ha. Rồi. Bạn nào lấy này thì alo nha. Giá và số điện thoại trong phần mô tả. Rồi, mến chào các bạn.